người. Thì hôm nay mình sẽ review cái chiếc máy chạy của mình cho mọi người xem luôn. Thì đây, đó, rất là mượt nha. Đó. Thì đây á, là mình sẽ sơn tĩnh điện, mình đã sơn tĩnh điện luôn. Tất cả máy thì sẽ được lắp ráp, vận chuyển thì toàn quốc luôn. Còn mình sẽ đóng gói, lắp ráp cho mọi người. Mọi người chỉ việc về nhà này có sơ đồ là ráp lại là sẽ ok. Đây. Máy thì sẽ được uốn. Quay chi tiết luôn. Đây sẽ có 4 con mặt nạ để hãm lại. Rất là bon đâu. Con đánh đẹp. Đây là con chó mình lên để mình chạy. Thì đây là lúc mà mấy anh thợ đang lắp ráp nha mọi người. Đó, đang lắp ráp từng mặt đạn và các chi tiết máy lại với nhau. Máy này thì mình làm lắp ráp hết, mọi người về chỉ việc lắp ráp lại rồi sử dụng thôi. Mình sẽ đóng gói quấn cẩn thận lại cho mọi người ha. Rồi đây là khi lắp ráp hoàn chỉnh cái máy và chưa được gắn băng chạy lên. Đây là mình sẽ quay chi tiết cái máy khi lắp ráp xong mà chưa gắn băng chạy. Băng chạy thì mình cũng lắp ráp luôn nha mọi người. Thì đây là tất cả các chi tiết từ bánh chạy đến bạc đạn, mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem luôn. Đó. Đây. Đó, bạc đạn thì mình sẽ lắp đều như thế này. Ở đây thì mình sẽ sử dụng ốc lục giác để mình nối các chi tiết máy lại với nhau. Còn các con ốc của bạc đạn thì mình sẽ lắp sẵn cho mọi người luôn. Thì đây là cái cần để treo con chó lên cho nó chạy. Thì có các nấc khác nhau để mọi người có thể về tới về lui. Các nấc thì sẽ nối với nhau bằng ốc lục giác. Đây mình sẽ quay chi tiết bạc đạn cho mọi người xem luôn. Còn đây là khu nhà xưởng. Đó. Mình sẽ sản xuất khu nhà xưởng này luôn. Mọi người có nhu cầu làm chuồng inox này kia các kiểu thì mình cũng sẽ làm chuồng inox cho mọi người luôn theo yêu cầu. Thì đây có tất cả máy móc đầy đủ ha mọi người.